nói nghe có ông nào đó nói đủ mẹ phải biết cha dưỡng đá chết mẹ nó luôn rồi nó hâm một cái rồi là lúc đó mình đó. Nghe không hay là nghe người ta nói lại thì thôi cái khoảng đó thì tôi cũng có lỗi. Lỗi từ đầu tới cuối tôi thừa nhận là tôi có lỗi đó. Mình có cái gì khoảng nào mình nhận lỗi với cái cô bác xong rồi nói đây. Rồi bây giờ không có đi xuống trong... Thì cái clip này Lê Thanh với Thảo cũng sẽ trò chuyện với anh Năm chị Năm. Cũng không ai xa lạ. Đó là mẹ và dượng của em Tâm vừa rồi là gây xôn xao cộng đồng mạng đó các bạn. Thì hôm nay cũng tìm đến đây để gặp gỡ và để cho anh chị Năm nói chuyện cho khán giả nha. Và chia sẻ cái nỗi lòng của mình như thế nào đó mình có thể là cho bà con biết. Dạ tôi cũng thưa bà con cô bác. Dạ. Cái phần vừa qua rồi đó thì tôi cũng hơi sơ sót cái phần đó. Thì mong là cộng đồng mạng rồi anh chị cô chú gì đó cũng là tha thứ cho tôi. Dạ. Thì con và em đóng cột. Dạ. Tại vì cái hoàn cảnh đó. Ừ. Thì nó quá khổ thành ra là xuống không được gặp mặt con thì cũng rất là đau lòng buồn lắm. Ừ. Đó. Nhưng mà có cái thì là do là mình quá khổ là không có tiền mà ở dưới điện lên đó thì bắt buộc tôi là phải đi mượn tiền rồi lo tiền trả tiền đặng đi xuống đặng mà đem xác con về. Đó rồi là tôi mới nói thôi bây giờ chú ơi giờ gấp 9-10 giờ rồi bây giờ tiền bạc thì đi hỏi người ta thì không có được bởi vì mình đã thiếu người ta trước rồi mình không trả nổi đó thành tôi lấy là không có tiền đi rồi đó người lấy đi xuống dưới xe từ thiện dưới này nè đó rồi tôi lấy xuống dưới là lúc đó chừng khoảng 9 giờ hà mà chưa có ngủ đâu. Còn đang bắt cho tiếng tôi mới kêu rồi không ơi luôn mà để kêu cũng ơi luôn đó rồi công an cái điện quá trời điện rồi cái điện đêm đó là coi như tôi thức tới sáng luôn là công an ở dưới Hậu Giang ha. Ờ đó rồi đó là tôi con nhỏ gái tôi điện nhỏ gái tôi xuống chạy lên xã nè là cái bà đó cũng quen với ông này bả điện xuống bả nói tiếp mà ông nói là đi dắt này là coi như là kẹt rồi. Nếu mà đi thì 12 giờ trưa ngày mai là mới đi được. Đó, tôi nói vậy là làm sao trời, rồi công an cái điện hoài đó, bây giờ nếu chú không xuống là tôi có nhiệm vụ tôi làm à. Là cũng như là nó mổ đó, đó mà không có tôi là nó không dám mổ. Đó, bây giờ tôi quá kẹt rồi, tôi bức xúc quá kẹt rồi, tôi không biết để làm sao. Đó, thành ra đó là tôi không xuống được, tôi mới nói với mấy chú, nói bây giờ hoàn cảnh tôi khổ lắm. Nếu vậy thì ráng tôi sáng ngày mai đi. Rồi là tôi xuống đó rồi sáng rồi chú ở dưới nói bây giờ nếu vậy thì đại không được bị công an tỉnh này kia tao lên trên rồi. Ừ. Nói vậy thôi mấy gì cái nhiệm vụ mấy chú thì mấy chú cứ làm. Ừ. Làm đi. Ừ. Đó thì ở dưới người ta mới dám mổ đó chú. Ừ. Nếu mà tôi không lên tiếng không dám mổ đâu. Ừ. Tôi tuy rằng cha dưỡng thiệt nhưng mà có cái là tôi phải lên tiếng. Ừ. Đó rồi mẫu xong rồi thằng rể tôi từ bên Kiên Giang mà mới đi qua đó rồi cũng nhờ đó nó ngay đi nhờ đó cái là con tôi mới về tới đây đó đi xuống dưới đó rồi tôi mới đi xuống dưới đó 7 giờ sáng là bà xôi đó, nói ra thì nhục nhã thiệt tôi nói thiệt chú bà xôi bả lên trên này là vợ tôi hồi nào giờ xui da không từng mượn tiền đâu chú thiệt mà tại vì quá khổ quá kẹt mượn 1 triệu bạc thôi các chú 1 triệu bạc là đưa tôi đi theo tới dưới mà đi nó lạc đường đó nó lạc mấy cái số lạc hoài lạc 2 khúc vậy đó là tới dưới ta liệm trời rồi tôi tính quyết tâm là tôi đi xiết xuống là vô tâm đó gặp mặt con tôi mà giúp tuột người ta khiêng ra rồi tao liệm rồi đâu có thấy mặt nó gì đâu đó cái đó thì tôi cũng sơ sót với cô bác và cộng đồng chậm trễ ha mình hơi chậm trễ thôi chậm trễ cũng thông cảm cho tôi và thương tôi lại đi cái sự hiểu lầm nhiều người cũng nói vậy chứ không phải là tôi bỏ con tôi đâu cũng thiệt và bữa đó là chị Năm cũng không có đi theo xe đó luôn hả không có đi dạ tôi hả dạ coi như là không có đi không đi được ha chỉ là tôi với thằng gãy đi thôi mà dạ. Đi lạc đường đi Honda đi xe Honda ha đi Honda gãy chở nó rồi xuống dưới rồi tôi mới đi lại tôi ký giấy rồi ở đây liệm rồi về
rồi cái chuyện lại thì nói nghe tới ông nào đó nói đủ mẹ phải biết cha dưỡng nó đá chết mẹ nó luôn rồi nó hâm một cái rồi là lúc đó mình đó. Nghe không hay là nghe người ta nói lại ra thằng người ta nói lại với cộng sáu đó à. Cộng sáu nó mới nói với tôi yeah. Đó hâm tôi cái đó rồi tôi cũng sợ cái rồi bây giờ trở ngược lại hâm một cái này cái nữa thì tôi không dám đi chú yeah. Thì thôi cái khoản đó thì tôi cũng có lỗi tôi lỗi từ đầu tới cuối tôi thừa nhận là tôi có lỗi đó thì tôi mong bà con cô bác cũng thương tôi tha thứ với tôi đi chứ tôi hết biết sao rồi bây giờ tôi hứa con của tôi giờ đi chụp hồn hai lần đã không làm tròn trách nhiệm của người cha người mẹ thì bây giờ bà con cũng thương cái khoản đó nữa đi tôi hứa sau này tôi dù tôi có đi làm ăn xa cỡ nào thì tôi cũng mang hình con tôi tôi tới đâu cha con mẹ con tới đó có gì con ăn ấy với cha với mẹ đó, giờ tôi có cái ý là tôi nói nhiêu đó là tôi không biết được nào mình nên biết là mình xin lỗi với bà con ha à, thì mong bà con cũng thông cảm cho tôi đi những gì sơ sót là tôi nhận hết đó. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn cho nên mình đi làm nữa chú dạ vì là hoàn cảnh khó khăn. Mình chuẩn bị đi đi làm ăn xa nữa ha dạ rồi mình đi là mình đem hình em nó theo luôn hay sao đem theo luôn rồi cái ly hương rồi đem theo luôn đem cái ly hương theo luôn hả ly hương hiện giờ ở trển tôi đi rồi tôi đem trước rồi dạ. Nhưng mà tấm hình vừa đem tấm hình này mấy quả hay rồi không quả rồi nó chết à quả rồi nó chết đem nhưng mà lúc đó đi quả rồi không có đem bây giờ mình đi là mình phải đem nó theo luôn cái bà con mong bà con được cái hứa làm tôi một lần hai nữa tôi sẽ hứa là từ đấy tới là tôi tới đâu con tới đó đó à, cũng thương tôi đi à, chị có nói gì không chị mẹ của em Tâm nè mẹ của em Tâm dạ sẵn trên clip này có thể nói vì sau này có lẽ là ít có dịp mà để gặp để nói chuyện với khán giả chị có thể nói khán giả gì nói bằng xuất phát bằng cái tâm của mình đó mình cứ nghĩ sao mình nói như vậy dạ yeah. Không có lời lẽ chú ơi vợ chồng tôi không có lời lẽ nói đâu như chị ít nói ha giờ nói đây nói tôi mẹ em Tâm sao con đó thì đấy. Tôi mình có cái gì khoảng nào nhận lỗi với cái cô bác sao không lấy đây rồi bây giờ không có đi xuống trục học đi không có đi xuống dưới chở con sát về tại vì hoàn cảnh khó khăn rồi không có điều kiện đi không có tiền không bạc thì không có điều kiện đi không phải bỏ con vậy tính nặng á kêu xe từ thiện ở đây mà kêu mà nó hẹn 12 giờ mới đi rồi xe ôm á cũng mượn 3-4 người đang đi chung luôn trong mình thì có 500.000 thiệt đang đi đổ xăng cho từ thiện đang vợ chồng nó mượn người 2-3 người ở đây thì thiệt luôn rồi đang đi xuống dưới mà người ta hẹn là 12 giờ ngày mai đâu có xe đi rồi sáng mới kêu chồng anh ơi anh đi đi xuống dưới đi đặng 7 giờ sáng đi xuống dưới mà đi xuống tới dưới là tao liệm rồi rồi á, thì ổng nói em ơi về thì ổng kể là liệm rồi ổng chưa thấy mặt con nữa mà có người nóng đi à tôi thì thừa nhận tôi không có đi tôi cũng không có xe rồi làm lỗi nữa tôi không có đi tôi thừa nhận vậy đi cho tôi thừa nhận đi tôi không có đi thiệt rồi bây giờ chục hồn con tôi cũng không có đi nữa tại hoàn cảnh khó khăn đi làm mình tưởng đâu á con chết rồi mình cũng nghĩ là rồi thôi mà đâu có biết ngờ vậy tôi cũng không có biết tường đời tôi không có biết gì mà hơn mà tôi nói tôi cũng khờ dại lắm tôi không có biết cũng làm lỗi cho tha lỗi cho tôi rồi bây giờ tôi cũng không biết là lẽ nhiều bây giờ tôi nói bây giờ tôi xin tấm hình đi hương tôi đi làm trên thành phố vợ khổ quá bây giờ vợ chồng con cái đi giờ tôi đem tấm hình con tôi lên trển luôn nặng tôi thờ con đi tôi thờ con tôi luôn vậy đi mấy chú ơi giờ tôi cũng biết là lẽ bây giờ tôi xin tha thứ với tôi đi lần này đi rồi vậy thôi cảm ơn có chụp hình cầm không chú chụp hình như cầm đi đem đi luôn không có chụp hình không chụp hình, gì? Hình như hình cúng tâm á hình đó chị đem tấm hình đó thôi chứ đem tấm hình đó như cũng như cầm lên cho khán giả biết không nhưng mà ý mình cầm lên gì nè hỏi cứ cầm thôi, lên thôi để cho em nó như vậy đi mình vậy, mình không làm phiền em đó
Dạ. Mở vậy mình không biết mình hỏi gì. Dạ. Để sau này để có công với lu bu nữa. Tại vì ý chỉ là muốn tầm tấm hình để nói chuyện nhưng mà thôi để làm phiền em đó. Hỏi đi. Nghe mày mình nói vậy mình cũng mình xin lỗi cộng đồng. Cái đó cũng làm cái chỗ rồi. Là tiếp xúc vô dùm cái khoản nào cho nó nhẹ nhàng thì cái này ăn thua khán giả cảm nhận thôi. Chứ mấy con mấy em cũng đâu có nói vô được nhiều tại vì đâu có biết cái sự việc ở trong đây như thế nào, cũng mới gặp có một hai lần thôi. Như mấy người kia gặp lâu mới biết được sự việc. Hôm nay mới gặp một hai lần thì chủ yếu mình nói cho khán giả cảm nhận, cho bà con mình cảm nhận. Thì giống như là chị đã giống như là có ăn năn hối lỗi. Thì mong bà con cộng đồng mạng có thể là hoan hỷ bỏ qua, tại vì cái chuyện gì nó cũng đã xảy ra rồi, thì trước sau cũng đã xảy ra rồi hết rồi. Nên thì hồi nãy thì anh Năm cũng mới lên tiếng và xin lỗi cộng đồng mạng, thì bây giờ là chị Năm thì cũng vậy. Thì nói chung là biết lỗi thì người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ đâu có ai đánh người chạy lại. Thì cho nên thì bây giờ thì clip này thì chị Năm và anh Năm thì cũng đã lên tiếng như vậy rồi, thì cũng mong bà con thông cảm và đừng mình cũng bỏ qua, đừng có chửi nữa. Tại vì bây giờ là hai vợ chồng cũng đã biết lỗi rồi. Là hôm bắt đầu là mà tính là ngày mai mình đi luôn hay sao chị? Ngày mai chiều lên xe. Chiều lên xe luôn mấy chú ơi. Chiều mai ha. Chiều mai lên xe. Đem tấm hình theo thôi. Còn em cái ly hương thì để lại ha. Lại. Tại vì có ly hương ở chợ rồi. Có ly hương ở chợ rồi. Thì nhà cửa mình đóng lại chứ đâu ai ở nữa không? Không, đóng rồi. Đóng lại đó để đó. Ở đây nếu mà theo em nghĩ ở đây nếu mà làm cái gì giờ? Thì bà ở vậy đâu có làm gì sống tại được ở, đâu. Ở khúc ở trong này thì nó không có nước, nhìn thấy khô khan ở trong này. Khô khan bà ở vậy nó mới hoàn cảnh vậy đó. Chở nếu mà về tôi cũng chở về cái ngày đầu xuống nữa à, chứ không có làm cái gì đâu, có ai mướn gì đâu chú, không ai mướn làm cái gì hết á. Ở ngoài sau đó là lúc trước là cái chuồng dê ha. Cái chuồng dê mình nuôi ghẻ mà là tức là nuôi cho người ta đó. Nuôi cho người ta. Rồi nó chết rồi mình mới chủ nó bắt lại nó bám hết trơn. Nghỉ nuôi tới giờ luôn. Nuôi không được hay sao? Không có tay nuôi. Nó chết hả? Nó chết. Chết thì đâu có lời đâu chị. Chết vậy rồi nó bị ngay nguồn không ngay nguồn gió của nó cúm thì nó cúm nó chết à. Tự anh nó chết biết. Mình đâu thường đâu. Chết mình điện kêu chủ xuống là cho hay vậy đó. Thì cái clip này cũng làm clip để cho bà con thông cảm và quan hỷ bỏ qua cho hai vợ chồng ha. Tại vì anh em chúng tôi lại chủ yếu là để cho hài hòa lại với nhau, hòa đồng và thuận lợi với nhau chứ không có nghiêng về bên nào hết. Thì tại vì cái cuộc sống của hai vợ chồng thì cũng rất là khổ cho nên là phải bỏ nhà mà đi thành phố đi kiếm tiền. Thì thôi cũng cái clip thì cũng sẽ tạm ngừng lại tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mong cộng đồng mạng cũng bà con đó có thể mình quan hệ với bỏ qua cho hai vợ chồng ha. Rồi, hai vợ chồng chuyến này cố gắng lên chỉnh giữ gìn sức khỏe làm nha. Cũng chúc cho gia đình nhiều sức khỏe nha. Lê Thanh chào tất cả các bạn. Cảm ơn hai chú. Cảm ơn hai chú. Chào tất cả các bạn nha.